Vâng, xin kính chào các bác và anh em. Thì hôm nay là về được có ít dây nguồn bãi xịn cho các bác chơi này. Đấy. Và đây có dây 3.5 này, dây cắp quang. Các bác và anh em nào có nhu cầu về dây tín hiệu âm thanh bãi có thể liên hệ số điện thoại em để phía dưới nhé. Còn về dây nguồn điện lần này thì bản này to hơn những cái bản lần trước em về. Đấy. Các bác và anh em xem, cầm cái dây này nó khá là chắc và nặng. Các bác thì thấy cái dây này thì rất là xịn rồi. Cái này dài 1m8 các bác và anh em nhé, dài 1m8 và đây là cái đầu giác của nó này. Cho các bác và anh em xem cho nó chi tiết. Đây. 15A 125V. Đấy. Dây này có khá là to nhá. So với ngón tay út của em thì nó nhỏ hơn ngón tay út của em. Nhưng mà đấy, các bác nhìn được cái tỷ lệ cần nó khá là có vẻ là hơi cứng cáp so với những cái dây nhỏ nhỏ kia. Đấy. Bởi vì lõi nó là ba lõi đây. Trên này có ghi này, dây nó in dập chìm đây. 300V này. 300V. 3 x 14 AVG. Đấy, tức là 2,08 ly. Đấy, 2,08 ly một sợi. Dây này thì các bác sử dụng cho âm ly này, cho biến áp cách ly hoặc là cho các đầu phát như đầu CD, đầu giải mã thì rất là ngon. Và giá thì em để cho các bác giá là 150.000 đồng một sợi, giao hàng toàn quốc. Đấy. Và có rất là nhiều các bác và anh em có thể mua 2-3 sợi về. Có bác thì mua về lắp cho lồi cơm điện ở nhà, có bác thì mua lắp cho cả cái lồi lẩu. Và đôi khi những cái dây bãi này không phải lúc nào cũng sẵn hàng để cho các bác và anh em đâu nhé. Không phải lúc nào cũng sẵn đâu. Các bác để ý rằng là thi thoảng thì em mới về được những cái dây nguồn như này. Đấy, có vài sợi như này. Lần trước có cái sợi ở mấy chục ngàn ấy, cũng ngon rồi. Đây là về được cái bản này là bản to hơn các bác và anh em nhé. To hơn 300V 15A. 15A. Đấy, 15 ampere đấy. Đấy. Giá chỉ 150 một sợi. Ở đây chỉ cũng chỉ có khoảng tầm 2 4 6 hơn chục sợi, còn là 20 sợi. Đấy. Còn về dây 3.5 cho 2AV thì có dây quang dây 3.5 của Hotech rất là xịn các bác và anh em nhé. 3.5 ra 2AV của Hotech. Dây này thì em bán rất là nhiều, các bác và anh em đã xem, đã nhận hàng và thấy đánh giá rất là tốt, tiếng rất là sáng. RL. Đây là dài 1,5 m, giá là 280.000 đồng các bác và anh em nhé. 2 m là 320.000 đồng. Có cả dài 5 m các bác và anh em nhá. Còn dây cáp quang thì em có đủ 1,5 m, 2 m, 3 m và 5 m. Đấy, dây cáp quang của Hotech đây cũng cùng hãng, còn dây 3.5 có 185.000 thôi, dài 1,5 m. 1,5 m. Sợi này bên ngoài là màu trắng trong và nó nhìn thấu cái lõi xanh ở bên trong. Còn về cách thức mua hàng thì các bác và anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại em để phía dưới 0908 722 688, giao hàng toàn quốc các bác. Và anh em nhận hàng, kiểm tra hàng như thế này, đúng hàng, đúng mô tả. Và cảm thấy ưng ý thì các bác nhận hàng, thanh toán. Còn nếu như không ưng ý các bác có thể trả lại, hoàn lại tiền, không cần phải thanh toán hay là đặt cọc trước về những cái dây như này. Đấy. Và số lượng thì cũng có ít thì em cũng quay video clip lên nhanh gọn để thông báo các bác và anh em biết là cái dây nguồn này thì có vẻ ít để các bác và anh em là đang có nhu cầu đặt mua cái dây nguồn này để sử dụng cho cái thiết bị audio nói riêng và các thiết bị điện nói chung thì có thể liên hệ số điện thoại để phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.